Vâng, đây là lần đầu tiên của anh được nghe chị Khả Nhân ra bài hát. Cảm thấy rất là không hiểu là chị sẽ ra một MV như thế nào đây. Tò mò, rất là tò mò. Thì ngoài cái tò mò đó thì trước đây hai bạn đã từng nghe hát, nghe bạn Khả Nhân hát lần nào chưa? Em đi thì cũng chơi với Khả Nhân là khá lâu rồi. Thì hồi xưa chị chơi với nhau cũng thỉnh thoảng. Có nghe Ngân hát thì em đi cũng có nói với Ngân là em đi rất là thích giọng Ngân. Bởi cái giọng Ngân nó có một cái sự ấm, trầm, nghe rất là vào lỗ tai. Thì cũng có hỏi trêu là chứ em làm diễn viên chứ sau này có ý định làm ca sĩ không? Lúc đấy thì Khả Nhân bảo thôi em chưa biết nữa, nhưng mà sau bao nhiêu năm thì em nghĩ là Khả Nhân đã mạnh mẽ, đã đủ sức ở vai trò mới, và em rất hy vọng là em sẽ thành công ở vai trò mới này. Thì khi mà nhận được cái thiệp mời của Khả Nhân để đến với cái buổi ra mắt cái MV đầu tiên này, thì cảm xúc đầu tiên khi nhận thiệp mời là như thế nào? Cảm xúc đầu tiên của anh là thực sự là của anh thì chưa nghe thấy chị Khả Nhân hát bao giờ, tại vì trước đó đi phim không hát hả? Đi phim chỉ là hát kiểu như là hát đồ, hát chơi nhau đấy thôi, chứ chưa nghe chị hát một bài hoàn chỉnh nào cả. Nên là khi mà nhận được cái thiệp mời ra mắt MV này, của anh rất là bất ngờ, muốn xem là chị hát thế nào. Còn em đi thì khi cầm cái thiệp mời đang trên tay thì em đi thấy mừng trước, bởi vì người em mình rất là giỏi, không những diễn viên giỏi hơn, rất là cố gắng. Em đi tin chắc là để ra sản phẩm này thì Khả Nhân đã bỏ rất là nhiều công sức để có thể mà kiếm được và nhạc phục hồi quay những cái MV mà em đi nghe đồ là rất là đẹp, mà lại về Việt Nam một nữa, nên là hồi hộp và mừng cho Khả Nhân. Đã quên cái nước thế hôm trước em quên mất vụ là bây giờ ra em bắt MV và bộ đến 2 ngày trước đã bắt đầu mời em đóng MV thứ 2 rồi. Trời ơi vậy? Ủa có luôn hả? Có MV thứ 2. Mình đi. Sốc của em đi với Quốc Anh khi mà mặc áo dài á, trong ngày đầu năm mới và ngày cũng là ngày ra mắt MV của Khải Hương á. Cảm giác hả? Cảm giác hồi nói hết mất công, nói trước đi. Cảm giác thì hơi cô đơn tại vì có mỗi hai người mặc thôi. Đâu, chị Linh cũng mặc luôn. Đâu, chị Linh cũng mặc. Có chị Hoàng Linh cũng mặc luôn. À thế không? Thì thật sự là em đi cũng rất là thích áo dài Việt Nam, nhưng mà rất ít khi nào có dịp mặc. Nên là khi Khả Nhân bảo là chị ơi, MV của em về chủ đề Việt Nam và sắp tới Tết, nên là thôi chị mặc áo dài đi để cho nó có không khí về MV, thì em thấy rất là vui và đi kiếm lại một áo dài để phục vụ cho cái hôm đó hôm nay. Thì hai bạn ngoài cái việc mà đóng chung một số phim với lại Khả Nhân, thì ở ngoài thì hai bạn có thân thiết với Khả Nhân như thế nào, nhất là Quốc Anh này, một người Bắc một người Nam? Cái dự án mà Quốc Anh tham gia và đã kết hợp với chị Khả Nhân là trước cái MV này tập thứ 2 tháng, thì Quốc Anh và chị Khả Nhân đã đóng qua một bộ phim, đó là phim Bí Mật Của Gió. Và trong Tết năm nay thì là ngày 31/1 ra mắt phim Bí Mật Của Gió. Đó. Ngoài đời sao? Ngoài đời thì vẫn là chị em thỉnh thoảng vẫn có đi cà phê, đi xem phim, tất nhiên. Có thân thiết hơn đối với mẹ em gì không? Không thân thiết hơn, em đi thân thiết hơn. Có cũng đừng dám nhận. Cảm giác của em Ly khi mà Quốc Anh kêu là đi uống cà phê rồi đi chơi với Tiên Ngân Thương à, để thực sự là Quốc Anh mà có còn dài đấy. Sao đâu, thật ra là Quốc Anh mà có nhiều bạn trong Nam em thấy tốt, đỡ gánh nặng đó mọi người. Mình đỡ phải trong trường em trai đúng không? Thì thật ra là Quốc Anh mà có bạn như Khả Nhân thì thấy rất là vui, vì Ngân cá tính rất là mạnh và Ngân cũng có dày dặn kinh nghiệm trong nghề, về diễn xuất, về làm tất cả mọi thứ trong nghệ thuật, nên là khi mình đi chơi với Khả Nhân chắc chắn là Khả Nhân cũng chia sẻ và chia sẻ Quốc Anh rất là nhiều kinh nghiệm. Đúng. Trong cái cuộc đua kỳ thú thì hai bạn được khán giả, được fan đẩy thuyền rất là nhiều, nhưng mà không biết là diễn tiến tiếp theo thì nó như thế nào? Diễn tiến tiếp theo thì sẽ là cũng đi như thế. Vẫn đi như thế, nhưng mà thể lực sẽ tăng được hơn và sẽ giành được ngôi vị. Không hiểu ý ảnh hả? Đây, bây giờ thì em biết với anh từ khoảng 1 năm trở lại đây, gặp nhau rất là nhiều, đặc biệt rất là nhiều, bởi vì của anh Nam Tiến và chính thức vào chung công ty với em Ly. Nên là thời gian chị em gặp nhau là bị chung đi tập luyện, nên là cũng dành nhiều thời gian cho nhau hơn, support cho nhau cũng rất là nhiều. Thì nhận được cái sự support rất là nhiều từ chị như vậy, thì bản thân Quốc Anh cảm thấy như thế nào? Có cảm xúc
không phiền chứ cũng cảm thấy hạnh phúc chứ. Tại vì cô anh là một tay ngang mới vào nghề thôi, nên là khi mà vào Sài Gòn này cũng làm gì có ai cái biết ai đâu, nên là khi mà có một người chị mà giúp đỡ mình tận tâm như thế thì mình biết ơn chứ. Vì sao mà có chỗ đứng trong showbiz thì sẽ mời chị đi ăn. Thôi giờ tặng quà luôn đi, sắp Tết rồi. Mừng tuổi, mừng tuổi. Mừng tuổi lại hả? Nói nhớ nha mọi người. Bây giờ tay không mừng tuổi bằng cái gì đây? Thôi nợ. Một cái ôm hay là một cái gì không biết gì hả? Thôi giữ trái tim được rồi, gấp cho tao gấp đây nha. Trái tim chân thành. Thì hai bạn nghĩ Khả Ngân từ một hot girl chuyển sang làm diễn viên rồi bây giờ làm ca sĩ thì sẽ có những cái phản ứng trái chiều từ dư luận nhé, thì hai bạn nghĩ là Khả Ngân sẽ đối mặt như thế nào? Em muốn trả lời trước không? Cho nhường trả lời trước không? Thôi là nói dành hết lời. Không, chị trả lời trước đi. Cái ảnh này là bí đúng không? Đấy. Nói những lời sao không? Và thật sự không biết gì Khả Ngân, em đi nghĩ bất kỳ nghệ sĩ nào khi đã sơn hồn một cái ngành nghề khác thì chắc chắn mọi người sẽ soi xét kỹ hơn, nó gắt gao hơn là cái người đi chuyên ngay từ đầu, thì chắc chắn là Khả Ngân cũng thế nào cũng có những cái ý kiến trái chiều. Nhưng đối với em đi cái đấy không xấu, mà nếu như bạn nhận được rất nhiều phản hồi kể cả tốt kể cả xấu kể cả không thích này nọ thì đấy chứng tỏ là những việc bạn làm đang được mọi người quan tâm. Và nếu thực sự như mà cái việc đấy chưa tốt thì mình coi những cái ý kiến đấy mà mình có thể cải thiện được bản thân trong cái bước tiếp theo của mình, nên là mình cố lên cho là những cái ý kiến đấy nó chưa được tốt hoặc là nó hơi tiêu cực, nhưng mà em cứ cố gắng có tâm cái nghề làm việc kiểu như là mình tâm huyết với nó thì mình sẽ gặp được mọi người. Không, nói xong nói hết rồi, biết nói gì được không? Cố lên. Các anh chia sẻ về dự án trong năm mới nha, và gửi lời chúc Tết đến khán giả. Dự án của anh và chị Ngân là bộ phim Bí Mật Của Gió sẽ công chiếu vào ngày 31/1/2020, và mong sẽ mọi người sẽ ủng hộ và đón xem bộ phim Bí Mật Của Gió của anh và chị Ngân. Còn em Ly thì hiện tại thì em Ly đang dành thời gian rất là nhiều cho vai diễn điện ảnh sắp tới trong năm sau, thì em Ly chỉ có thể là chia sẻ đó là những vai diễn về hành động. Em Ly rất là tâm huyết vào những cái vai diễn này, nên là hy vọng là khi mà em Ly được chính thức công bố với mọi người về dự án hành động này thì mọi người sẽ đón nhận em Ly với một vai trò mới là diễn viên điện ảnh. Rất mong là mọi người sẽ luôn theo dõi hoạt động của em Ly và của anh, và luôn dành những cái tình cảm cũng như là những cái nhận xét góp ý để cho em Ly và của anh sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn. Cô anh và chị Emily chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, an khang, gia đình hạnh phúc, vui vẻ, luôn tràn đầy niềm vui. Vâng. Và đối với Emily thì Emily quan trọng nhất là sức khỏe, chúc cho mọi người dồi dào sức khỏe nè. Thứ hai là nền tảng gia đình và bạn bè lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, công việc thì thuận lợi, Tiva thích yêu và bạn sự nhé.